Chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh vật tư xây dựng. Hôm nay em xin giới thiệu để anh em toàn bộ hệ thống khuôn đúc ra những cái dòng khuôn kê để chúng ta kê sát sàn một lớp cũng như là hai lớp. Thì đây giới thiệu mọi người, đây là những cái dòng khuôn kê, đây là dòng H. Dòng H của nó thì có H6 đến H9, đó thì nó ký hiệu là H6 ở đây. Đây H7 đây, anh em để ý quan sát này. Đấy, khuôn ra là nó sẽ in ở trên đây. Đó, thì cái dòng H này thì chúng ta sẽ đi kết hợp với dòng V là sẽ đi sắt sàn hai lớp cho anh nha. Dòng H6 thì sẽ đi với V1 của nó có kích thước là 15-20. Đó, thì chúng ta sẽ đổ độ dày của mái là từ 8 đến 10 phân. Đó. Và H7 thì kết hợp với con V2 anh em nhé. H7 kết hợp con V2 và chúng ta đổ từ 9 đến 10 12 phân. Đó, tùy thuộc anh em đổ cái độ mái dày như nào thì chúng ta sẽ lấy tương đương với kích cỡ của con kê. Và đây là cái dòng khuôn bên em đang phân phối, đây cái dòng khuôn đây, khuôn anh em đúc ra nhé. Con này làm bằng nhựa ABS rất là chắc chắn cho anh em, rất là dày dẫn. Anh em để nhìn để quan sát này, những cái sống của nó rất là dày nhé. Em bao đọc cỡ cho anh em nhé, đây test này. Đấy, nó rất là dày dẫn. Anh em làm ném đập quăng quật thoải mái luôn, không bị sợ bị rạn nứt. Thì đây là cái dòng H này. Dòng H này thì là toàn bộ là 10 viên hết nhé. Ta đúc là toàn bộ ra là 10 viên. Dòng dòng V, V1, V2, V3 và D1, D2. Đấy. Đây con D đây. Con D này có 3 góc cho anh em nhé. 20, 25 và 30. Đó. Và con đa năng đây, con D2 đây. Đó, đây thì con này là 35, 40, 45 và 50. Đó thì chúng ta kê như nào thì đây là 5 phân này. Kê mặt 35 phân này. 3 tức là 3 phân rưỡi này hoặc 4 phân rưỡi này. Đó. Tùy theo anh em nhé. Thì đây cái dòng khuôn này thì nó rất là tốt, nó rất là bền bỉ cho mọi người dùng. Đấy. Đấy anh em đây, cái dòng này bẻ anh em bẻ thoải mái không vấn đề gì hết. Đó. Ok, anh em nào quan tâm đến cái dòng sản phẩm khuôn đúc khuôn kê thì có thể là gọi điện cho em Thanh qua số điện thoại trên tấm biển để em tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Tôi chào mọi người nhé.